Rồi xin chào tất cả anh em ha. Chào anh em buổi tối ngày 20 tây tháng 6 anh em. Rồi hôm nay thì em lên cho anh em là 25 lô ha. Em lên cho anh em là 25 lô nha anh em. 25 lô bao gồm là những cái máy nhỏ lẻ ha, những cái lô máy nhỏ lẻ. Đây như lô này, Makita 2 32 ly anh em, 650 ngàn cây, lô số 1. TG 2425. Singu Bell. Singu nghe anh em, cái này không phải bao, cái này Singu. Con này là Singu. Makita. Makita nghe anh em, con này giống như con Echogen vậy đó. Shindewa Sword, con này phải nói là bao mới anh em, bao đẹp luôn. Magu 26, Magu 32. Rồi hàng hôm nay thì bao xịn sò cho anh em luôn. Rồi phía trong này là máy ba lô nghe anh em. Máy ba lô thì phải nói là bao đẹp ha, bịch sân lớn là trắng sáng luôn, trắng tinh luôn. Con này là Kiwis 2003 nha anh em, chế là chế hai kim. Rồi con Magu này 24cc 247 nha anh em, chế hai kim luôn. Một con Honda GS 31 tum lớn bố cung lớn, TL 261, TH mặt dịch trợ lực, TL 231 nha anh em. Rồi phía dưới này em có là Shindewa S 35. Con này phải nói là đẹp càng xà beng luôn nha anh em. Rồi xin đi qua S 35. Xin đi qua 231 251. TB 2006. Komatsu 3004. Magu 30. Magu 26, Magu 30 nha anh em. Rồi lô này thì 3 cây nha anh em. Lô này 3 cây. Hai con là nòng 36 ly, một con là nòng 34 ly ha. Rồi dưới này thì em có cho anh em là lô máy siêu rẻ siêu VIP nha anh em. 2 triệu 3 8 cây. 2 triệu 3 8 cây nha anh em. Rồi lô này thì em không bao gì cả ha. Rồi 209. Lô này 209 nha anh em, 700 ngàn một cây. TH Kawasaki 2006. Rồi hôm nay em sẽ xả rẻ lô này là 1 triệu mốt 50 một cây nha anh em. TH 26 ha. Rồi anh em nào chốt máy thì gọi trực tiếp vào số điện thoại của em ha, 0946 626 585. Em là Chí Công ở Cờ Đỏ Cần Thơ nha anh em. Rồi em vô cái lô máy đầu tiên. Lô này là lô Makita nha anh em, hai Makita 22 227 ha. Lô này nòng 32 ly, 650 ngàn cây nha anh em. Hai cây là 1 triệu 3. Makita hộp. Tay lái là tay lái dài, đầu bò chán kẹp thì bao đủ ha. Thiếu cái đầu bò thì em gắn đầu bò vô ha nha anh em. Đầu bò zin luôn. Zin theo máy. Rồi lô số 1, 650 ngàn cây. Lô số 2 là con Kawasaki TG 24 nha anh em. Con này tum liền. Con này thì nó xài chế là chế ga ngang hai kim luôn nha anh em. Chế ga ngang hai kim. TG 24. Chế hai kim ga ngang. Rồi tay lái là tay lái tròn. Công tắc nhấn trên trên ống cần luôn nha anh em. Con số 2 800 ngàn. Đầu bò chán kẹp thì bao đủ luôn. Kawasaki TG 24. Chế ga ngang hai kim. Nòng 32 ly nha anh em. Rồi con này là con Singu 23. Singu 23 chế ga ngang luôn nha anh em, mặt giật trợ lực. 23cc tum liền. Tay lái là tay lái dài, con này số 3 850 nha. Ống cần nguyên màu vàng màu hồng. Màu vàng màu hồng gì luôn nha anh em. Rồi đầu bò chắn kẹp thì bao đủ ha. Ống cần tay lái đồ nguyên một màu. Bao đẹp ha. Màu này gọi là màu đồng anh em ơi, màu đồng. Con số 3 850 nha. Số 4 là con Makita. Con này 600 ngàn nha anh em. Nòng 32 ly, tum liền tum nhôm. Số 4 600 ngàn, tay lái dài, đầu bò chán kẹp thì bao đủ luôn. Rồi số 5 là con máy siêu xịn sò nha anh em, siêu VIP luôn. Con này giá bao nhiêu vậy ta? Con Shindewa Sport nha anh em. Con này bao đẹp cho anh em luôn, Shindewa Sport mặt dịch trợ lực nè. Con này áo được còn rất là đẹp nha anh em. Rồi con này là Shindewa Sport 250 ha. Con số 5 1 triệu 2. Tay lái dài, đầu bò chán kẹp thì bao đủ cho anh em luôn. Con số 5 1 triệu 2 nha anh em, Shindewa Sport 250. Con số 6 là con Magu 26, đầu vuông nha anh em. Bình sân lớn trắng sáng luôn, chế ga ngang một kim. Con này là tum gời. Tum gời bố cung nhỏ nha anh em, về mình có thể đấu xịt thuốc được ha. Con số 6 1 triệu 4. Tay lái dài,
Đầu bò trắng kẹp bao đủ ha. Rồi con số 6 1,4 triệu nha anh em. Con số 7, con số 7 là Magu 32 anh em. 320. Con này nòng 38 ly ha. Con thì này thì nòng 34 ly anh em. Anh em nhìn vô là mình thấy ha. Con lớn con nhỏ liền ha. Rồi con này là nòng 32 ly nha anh em. Bình xăng nó bị gãy cái cổ rồi, cho nên em sẽ đổi cho anh em cái bình xăng mới ha. Rồi con Magu 32 nòng 38 ly, chế ra ngang luôn. Tôm là tôm tôm gời bố con nhỏ luôn nha anh em. Con số 7 1,7 triệu tay lấy dài. Đầu bò trắng kẹp thì bao đủ luôn nha anh em. Con số 6, con số 7 1,7 triệu. Rồi con số 8 là con Kawasaki TD33 nha anh em. TD33. Con số 8 1,2 triệu. Con này thì 33cc nòng 37 ly ha. Tôm lớn bố cùng lớn, tay lái dài, đầu bò trắng kẹp thì bao đủ cho anh em luôn. Rồi lô số 8 1,2 triệu Kawasaki TD33. Rồi tiếp theo là những con máy ba lô nha anh em. Rồi con này là con số 9 ha. Con này có một con nha anh em. Con này là Echo Kiwis 2003. Con này phải nói là bao mới luôn. Bình xăng lớn trắng sáng nè. Rồi cái áo bô bể thì em sẽ đổi cho anh em áo bô khác ha. Con này là chế hai kim luôn nha anh em. Tum là tum liền. Rồi con này thì nó sẽ đầy đủ bộ cần lắp dây nha anh em. Cái này thì nó thiếu bộ cần lắp dây. Khi mà em đóng hàng thì em sẽ gửi, em sẽ gắn luôn nguyên bộ cần của nó nha. Bộ cần zin của nó luôn. Tại vì nó rớt ra rồi em chưa có gắn vô được. Bình xăng lớn là trắng sáng nha anh em. Rồi con số 9 900.000. Con này số 9 900.000 anh em. QX 23 nòng 32 ly 900.000. Con số 10 là con Magu siêu đẹp luôn. Con này là Magu Yama 247 nha anh em. Chế của nó là chế ga ngang hai kim. Thiếu cái nắp e thì em gắn vô cho anh em đầy đủ ha. Con này là Magu 247. Bô rồi còn trắng tinh nha anh em. Màu xanh mướt. Rồi tum là tum gời luôn anh em. Mấy cái máy ba lô thường là Magu rồi là nó tum gời ha. Chỉ có Echo là nó thường là tum liền nha anh em. Rồi tum gời bố con nhỏ. Con số 10 950 nha. Rồi con số 11 nha anh em. Con số 11 là con GX 31 ha. Mắc in sa băng luôn. Rồi con này thì Honda GX 31 nha anh em. Con này nó bị bể bình xăng ha. Em không có bình xăng để thay. Rồi cho nên nó là em bớt cho anh em 100 ngàn. Con này là 1 triệu 6 ha. 1 triệu 6 em bớt cái bình xăng 100 ngàn. Còn lại 1 triệu rưỡi nha anh em. Rồi con này là tum lớn ha. Tum lớn bố cung lớn luôn. Con Honda GX 31. Cần lắp dây thì đầy đủ nha anh em. Cần lắp dây thì là đầy đủ hết cho trên con máy luôn ha. Con số 11 1 triệu 6 trừ cái bình xăng lớn bể. Còn lại 1 triệu rưỡi ha. Trừ 100 ngàn nha anh em. Bình xăng lớn bể thì em không có để thay, cho nên là em bớt cho anh em 100 ngàn, anh em mua về thay giùm em ha. Rồi con số lô số 11 là 1 triệu 6 con Honda GX 31. Rồi bớt cái bình xăng bể 100 ngàn còn 1 triệu rưỡi nha anh em. Con này tiếp theo là con số 12. Con số 12 là con Mitsu TL261 ha. Cái dòng Mitsu thì anh em cũng biết rồi đó. Nó chạy rất là bền nha anh em. Chế của nó là chế ga ngang hai kim ha. Thiếu cái nắp xăng thì em sẽ để vô cho anh em đầy đủ. TL261. Rồi con số 12 1,5 triệu. 1,5 triệu nha anh em. Rồi TL261 thì nó là tum gời nha anh em. Tum gời bố cung nhỏ. Rồi đầy đủ bộ cần lắp dây cho anh em luôn. Rồi lô số 12 1,5 triệu một cây. Mitsu TL261. Lô số 13 là con TH ha. Rồi TH. Con này TH23 nha anh em. TH23. Rồi con này TH23. Con này mặt giật trợ lực nha anh em. Con này phải nói là siêu đẹp luôn. Chế là chế ga ngang le đỏ tự động nha anh em. Mặt giật trợ lực nè. Con này siêu đẹp. Rồi lô số 13 ha. 1 triệu 3 một cây cho cái máy này. Kawasaki TH23. Tum gời bố cung nhỏ luôn nha anh em. Lô số 13 1 triệu 3. Lô số 14 là con Mitsu TL231 ha. Con này thì chế của nó là chế ga ngang nha anh em, le đỏ tự động luôn, hai kim luôn. Mặt giật trợ lực luôn nha anh em, quá xịn sò cho con máy này. Lô số 14 1 triệu 1 một cây. 1 triệu 1 cho cây máy này. Mitsu TL231. Rồi con này 1 triệu 1 nha anh em, số 14 1 triệu 1. Rồi đầy đủ bộ cần lắp dây ha. Nãy giờ em giới thiệu cho anh em là những cái con máy thì nó
Cái giá trên đây thì nó sẽ bao gồm là cần lắp dây đồ đầy đủ nha anh em, bao hơi bao lửa cho anh em luôn, cần lắp dây đầu bò chắn kẹp đồ thì bao đủ hết ha. Rồi lô số 14 là 1,1 triệu nha anh em, cho cây máy Mitsubishi TL231. Tiếp theo là lô số 15. Lô số 15 là hai con kêu GS nha anh em. Con này phải nói bao mới luôn, bình xăng lớn trắng sáng nè. Con này là kêu GS 2006. Kêu GS 2006 luôn ha. Cái nắp xăng bể thì em sẽ đổi cho anh em. Rồi chế của nó là chế ga ngang hai kim nha anh em. Mấy cái con này thì nó là nòng 34 ly ha, 26cc. Rồi lô này 1,1 triệu một cây ha, hai cây là 2,2 triệu. Kêu GS 2006, 26cc nòng 34 ly nha anh em. Đây kêu GS 2006. Kêu GS 2006 ha, 26cc nòng 34 ly. Mặt giật là mặt giật trợ lực hết nha anh em. Mặt giật trợ lực hết luôn. Rồi lô số 15 2,2 triệu hai cây, 1,1 triệu một cây. Lô số 16 là hai con kêu GS 262 đời mới nha anh em. Hai con này đời mới. Rồi lô số 16 là 2 triệu. 1 triệu một cây ha, hai cây là 2 triệu. Mặt giật trợ lực nha anh em. Chế là chế ga ngang, chú lớn. Rồi lô này lô số 16 ha, hai cây. Hai cây 2 triệu nha anh em, 1 triệu một cây. Loại này thì là nó là kêu GS 262 ha. Rồi đầy đủ cần lắp dây luôn ha, thiếu cái bộ cần lắp thì em gắn vô đầy đủ cho anh em. Rồi con này là 262 nha anh em, kêu GS 262. Hai con này thì nòng 34 ly hết nha anh em. Nòng 34 ly hết, bình xăng lớn nè, trắng sáng luôn, còn rất là đẹp luôn nha anh em. Rồi lô số 16. 2 triệu ha, hai cây là 2 triệu, 1 triệu một cây nha anh em. 1 triệu một cây. Rồi lô số 17 nha anh em. Lô số 17. Lô số 17 là hai con ha, một con là Gilby 2650, một con là Genos 265 luôn nha anh em, mặt giật trợ lực luôn. Rồi hai con này đều là tum gời tum nhôm hết nha anh em. Lô số 17 1,7 triệu hai cây, 850 ngàn cây ha. Nòng là nòng 34 ly hết nha anh em. Chế là chế con này là chế ga ngang nè. Con này thì chế máy cưa ha. Tum là tum gời luôn. 2006 anh em, 2650 tum gời. Bố cung nhỏ. Cái này thì mình có thể là gỡ đầu máy ra mình đấu xịt thuốc được luôn nha anh em. Mấy cái đời mà tum gời bố cung nhỏ này nè. Rồi lô số 17 1,7 triệu. Hai cây ha, 850 ngàn cây. 26cc nòng 34 ly hết nha anh em. Lô số 18. Lô số 18 là con Shindewa. Shindewa S35 nha anh em. Con này còn rất là đẹp luôn. Đây. Shindewa S35 ha, nòng 36 ly. Anh em thấy tem mát không? Tem mát rồi còn rất là đẹp luôn. Bô còn đen xì lì luôn. Rồi lô số 18, 1,3 triệu. Bình xăng lớn trắng sáng luôn nha anh em. Rồi bộ đầy bộ đủ bộ cần lắp dây cho anh em luôn. Lô số 18, 1,3 triệu. 1,3 triệu nha anh em. Shindewa S35. Lô số 18 1,3 triệu. Lô số 19 là hai con Shindewa 3 số. Con này là 231 nha anh em. Bình xăng dưới. Chế là chế le đỏ tự động. Con này là Shindewa 251 bình xăng trên. Chế cũng là chế le đỏ tự động nhưng mà này là chế xăng phao nha anh em. Chế xăng phao nhưng mà sử dụng le đỏ tự động luôn. Con này là Shindewa 231. Rồi cái dòng Shindewa thì nó cũng là tum gời nha anh em. Tum gời nhưng mà tum gời của Shindewa ha. Mình không có đấu xịt thuốc được nha anh em. Không đấu xịt thuốc được. Rồi con này còn thiếu cái nắp xăng thì em sẽ để vô đầy đủ cho anh em ha. Con này 231 bình xăng dưới, 251 bình xăng trên. Lô số 19, 1,6 triệu, hai cây. 800 ngàn cây nha anh em. Hai cây là 1,6 triệu ha. Rồi máy ở đây thì em bao hơi bao lửa cho anh em luôn ha. Anh em nào chốt máy thì em sẽ gửi clip test xăng mồi gửi qua Zalo cho anh em ha. Rồi lô số 19, 1,6 triệu hai cây, 800 ngàn một cây nha anh em. Lô số 20 là con Mitsubishi TB26 ha, TB2006. Chế là chế le đỏ tự động hai kim luôn nha anh em, siêu xịn sò. Con số 20, 1,4 triệu. Anh em thấy không? Cái bộ lưng của nó còn rất là đẹp luôn nè. Mềm. Bộ dây đeo luôn. Rồi con này là tum gời nha anh em. Tum gời luôn, tum gời bố cung nhỏ. Mình có thể đấu xịt thuốc được luôn nha anh em. Rồi lô số 20 1,4 triệu cho cây máy này.
Rồi tiếp theo là con Genos nha anh em. Con Genos 3.400 ha. Con này thuộc dòng Komatsu nha anh em. Komatsu 3.400. Con này thì em ghi nhảy số rồi nha anh em. Cho nên anh em có chốt con này thì nói giùm em là con Genos Komatsu 3.400 ha. Rồi con này là 3.400 nha anh em. 3420 Genos Max In Japan. Bình xăng trên nha anh em. Bình xăng trên thì nó sẽ sử dụng là cái bình xăng phao. Con này 1.500.000, nòng 36 ly. Genos. Con này thì là tum liền nha anh em, tum liền bố cung lớn. Ga là ga bóp hay gì đây? Đây ga này. Rồi lô số con này Genos anh em ơi, con này 1.500.000 ha. 1.500.000. Rồi tiếp theo là lô số 21. Tiếp theo là lô số 21 là lô Magu nha anh em. Đây con này là Magu 3030 ha. Nòng 36 ly. Nòng 36 ly nha anh em. Con này là Magu 265. Nòng 34. Con này là con Kubota 30. Chế hai kim luôn nè. Rồi con này thì nòng 36 nha anh em, nòng 36. Thiếu cái nắp xăng thì em sẽ để vô đầy đủ ha. Rồi lô này thì 3 cây là 3.4 nha anh em. 3 cây 3.4, anh em chia ra giùm em ha. Rồi, bố côn là bố côn nhỏ nha anh em, bố côn nhỏ. Con này cũng vậy luôn, bố côn nhỏ. Kubota. Rồi lô số 21 3.4 3 cây. Hai con nòng 36, một con nòng 34 nha anh em. Lô số 21. Rồi tiếp theo là lô số 22. Rồi lô Austin này thì em đã chốt rồi nha anh em, ngày mai em đóng hàng gửi. Lô số 22 là lô ba con Gobin nha anh em. Ba con Gobin nòng 32 34 ly. 232 nè, nòng 32 33 nè. 232 nòng 33. Con này nòng 32 nha anh em. Nòng 32 33 ly. Lô số 22. 2.1 ha, 3 cây, 700.000 một cây nha anh em. Rồi chế của nó là chế ga ngang luôn ha, chế ga ngang luôn. Bao hơi bao lửa cho anh em luôn ha. Rồi tay lái tròn 2 cây, một cái tay lái dài. Đầu bò chắn kẹp thì bao đủ luôn nha anh em. Lô số 22, 2.1, 3 cây. 700.000 cây. Lô số 23 là lô Hitachi Tanaka nha anh em. Rồi lô này thì 600.000 cây nha anh em, số lượng là 10 cây ha. Áo vô bể thì em sẽ đổi cho anh em áo vô khác. Rồi tay lái là tay lái dài hết nha anh em. Đầu bò chắn kẹp thì bao đủ cho anh em luôn. Rồi lô số 23. 6 triệu 10 cây, 600.000 cây nha anh em. Tiếp theo là lô số 24. Lô số 24 là lô máy siêu rẻ siêu hot ha. Rồi lô này thì 8 cây nha anh em. 8 cây 2.3. Rồi lô máy rẻ thì em không bao gì cả ha. Anh em về lấy phụ tùng hay là dọn máy gì cũng được nha anh em. Rồi ở dưới thì có sao em bán vậy luôn. Lô số 24 2.3 8 cây. Tiếp theo là lô số 25 nha anh em. Lô số 25 là lô Echo 209. Echo 209 ha. Lô này thì số lượng là 8 cây nha anh em. 8 cây 700.000 cây. 8 cây nha anh em, 700.000 cây, 5.6. Tay lái là hai tay lái tròn. Đầu bò chắn kẹp thì bao đủ nha anh em. Rồi lô Echo 209, 5.6. Lô này 8 cây nha anh em, 5.6. Echo 209 ha, nòng 32 ly. Cuối cùng là lô số 26 là lô TH 26 luôn. Lô này em bán xả rẻ cho anh em 1.150.000 cây. 4 cây là 4.6 nha anh em. TH 26. Tay lái là tay lái dài hết luôn ha. Rồi đầu bò chắn kẹp thì bao đủ luôn cho anh em. Lô số 26. 4.6 4 cây. 1.150.000 cây. Rồi anh em nào chốt máy thì gọi trực tiếp vào số điện thoại của em ha. 0946 626 585. Rồi xin chào tất cả anh em.